Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trở thành doanh nghiệp bưu chính đầu tiên tại Việt Nam sử dụng xe máy điện vào hoạt động giao nhận. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Honda Việt Nam ký kết triển khai thí điểm dự án sử dụng xe điện giao hàng và cung cấp mô hình đổi tin điện. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Bưu điện Việt Nam sẽ thuê 70 xe điện được thiết kế chuyên chở hàng hóa bưu phẩm để giao hàng, giúp tiết kiệm chi phí vận hành, nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Nhân viên giao hàng có thể chủ động đổi pin nhằm đảm bảo sự di chuyển liên tục.